Rồi, à, xin chào tất cả anh em nha. Thì em Hiếu đây có mặt trên kho xe tại Hyundai Gia Thịnh nha anh em. Thì bên em vừa về hai siêu phẩm. Đây được coi là một cái xe khủng long của nhà Hyundai vừa ra mắt thị trường gần đây. Thì đó em xin giới thiệu đó là Hyundai Palisade nha anh em. Thì ở đây bên em có tất cả là hai phiên bản. Phiên bản cao nhất được gọi là bản Prestige, còn phiên bản thấp hơn một xíu gọi là Exclusive. Thì hôm nay em sẽ review chi tiết cũng như là đánh giá xe để anh em coi là lựa chọn chiếc xe nào phù hợp cho mình. Thì thứ nhất về tổng quan mà sự khác biệt á, thì hai chiếc xe cùng kích thước như nhau, nhưng mà về phần mâm á, thì trên phiên bản Prestige sẽ là mâm 20 inch nha anh em, còn trên phiên bản tiêu chuẩn á là chỉ mâm 18 inch thôi, hình cánh hoa. Còn trên phiên bản cao á, thì là hình bông hoa rất là đẹp. Rồi tiếp theo đến là về cửa sổ trời, thì trên phiên bản cao nhất sẽ có cửa sổ trời đôi, còn trên phiên bản tiêu chuẩn sẽ là không có cửa sổ trời nha. Dành cho anh em nào không thích cửa sổ trời thì mình có thể lấy phiên bản tiêu chuẩn được. Tiếp theo nữa là trên phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có là rèm che nắng phía sau, sửa ghế phía sau cũng như là không có sửa vô lăng nè, và sẽ không dây phía trước. Rồi còn lại tất cả cái tính năng an toàn cũng như là động cơ máy móc thì hai chiếc xe giữ giống nhau. Đó là sự khác biệt thôi nè, sự khác biệt không quá nhiều. Rồi còn về phần giống nhau thì hai chiếc xe đều là cỡ D full size, với sở hữu chiều dài trục cơ sở là 4.995 mm, cạnh tranh trực tiếp với phân khúc là Ford Explorer cũng như là Volkswagen Teramon nha anh em, hoặc là Land Cruiser Prado. Nó là những phân khúc xe full size. Còn về chiều ngang của xe, chiều rộng thì là sở hữu kích thước là 1.975 mm, cũng như là chiều cao của xe là 1.785 mm. Anh em có thể thấy chiếc xe rất là bề thế và rộng rãi, đi bên trong ngồi rất là thoải mái nha anh em. Cũng như là xe sở hữu chiều dài trục cơ sở từ tâm bánh trước tới tâm bánh sau là 2.900 mm, nó giúp anh em ngồi bên trong rất là rộng rãi, thoải mái, muốn làm gì cũng được, như là một xe chủ tịch rất là rộng rãi. Rồi còn về khoảng sáng gặp xe, anh em có thể thấy hai xe sở hữu lên đến là 203 mm, bao anh em mọi địa hình cung đường luôn nha, từ đất đá, sỏi cát, đèo núi gì đó đi được hết luôn nè, và có chế độ đầy đủ hết. Rồi còn về động cơ thì em sẽ mở cho anh em xem nha. Đây là khối động cơ của xe, em sẽ review nhanh cho anh em nha. Lắp turbo sẽ được mở lên là bằng thanh thủy lực. Về khối động cơ, xe sở hữu là dung tích là 2.2D nha anh em, với khối động cơ với là 4 xi lanh 16 van, với công suất cực đại của nó là 200 mã lực cũng như là 440 Nm cho một sức kéo rất là tốt nha anh em, với khối động cơ rất là bền bỉ. Thì đây là khối động cơ rất là tiết kiệm và bền bỉ nhất của Hyundai nha anh em, từng sử dụng và khách hàng đánh giá rất là ổn. Anh em có thể thấy và cổ hút gió của Palisade đặt rất là cao, nên anh em có thể dùng cái xe này đi up road hoặc là đi chơi với bạn bè những là cung đường xấu cũng được nha anh em. Về đó là khối động cơ của xe và dung tích bình xăng nhiên liệu của xe là sử dụng diesel lên đến 71 lít nha anh em. Anh em đi thoải mái, đi đường trường thoải mái, và xe rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ với tầm khoảng 4 hoặc từ 4 tới 5 lít cho 100 km thôi nha anh em, rất là tiết kiệm, thật sự tiết kiệm. Thì hiện tại em Hiếu được review chi tiết cái sự giống nhau và khác nhau, thì hiện tại hai xe này bên em đang sẵn giao. Đối với giá cho phiên bản Prestige á, đây còn giá cho phiên bản Exclusive nè. Rồi thì quý anh chị có thể so sánh giữa hai phiên bản để đưa ra một xe hợp lý và tốt nhất nha. Thì anh chị có nhu cầu xem xe hoặc là tư vấn xe hoặc báo giá thì liên hệ với em trên số điện thoại trên màn hình là 093 114 9304, hoặc đến trực tiếp Hyundai Gia Định số 94-96 Phạm Đình Phổ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe trực tiếp và trải nghiệm nha anh em. Một cái xe rất là bề thế và rất là rộng rãi, thoải mái cho anh em lúc này, và đặc biệt hơn nữa là xe rất là tiết kiệm nhiên liệu cũng như là giá thành rất là hợp lý so với các đối thủ, cũng như là hiện tại đang được giảm 50% thuế trước bạ
thì xe này anh em đã được giảm hơn là tầm 70 triệu nha anh em, một con số rất là khủng nha. Rồi em xin thành cảm ơn mọi người đã xem.